món ngon bùng vị. Thổi sáo của đồng chí Phú cho các đồng chí ở dưới cảm thấy đồng chí Phú thổi như thế nào? Quá tuyệt vời. Có tuyệt vời không ạ? Có. Có. Sau đây thì tôi vào luôn nội dung là nội dung đẩy gậy. Hai bên mỗi người một đầu gậy. Dùng lực và sức của tay và chân đẩy hai bên. Người nào ra khỏi vòng người đấy thua cuộc. Đấy, như vậy là đồng chí Sơn giành chiến thắng. Các đồng chí nắm rõ luật chơi chưa? Rõ. Yeah, rõ. Sau đây có đồng chí nào muốn tham gia đẩy gậy cùng với tôi không ạ? Không ở đây à. Đây ạ. Đồng chí Khải. Vậy thì sau đây mời đồng chí Khải ra tham gia cái thử thách này cùng với tôi được không ạ? Cái sự đùn đẩy của tất cả các đồng chí thì cũng rất hân hạnh được tham gia đẩy gậy cùng đồng chí Đạt. Đồng chí Khải 6 muối. Đồng chí Khải 6 muối. Khỏe đấy. Ủng hộ đồng chí Khải. Quen phải em đồng chí Khải. Đồng chí Khoa nhá, em lấy đồng chí Khải nhá. Một thùng. Món ngon bùng vị. Kiếp xe, đội mũ công tác. Lên xe chiến đấu. Lên xe chiến đấu. Cố lên. Ba xe, nổ máy. Kinh khủng, coi là mình rất là hồi hộp luôn á. Chui vào trong xe tăng mà được ngồi ở những cái vị trí của những người chiến sĩ. Trời ơi.
tăng, được nhìn chiếc xe tăng, được ngồi bên khay pháo mà. Ui khoái, khoái quá làm gì nữa. Đứng trên cái chiếc xe tăng đấy, đi trên những cái con đường mà sóc chứ, tự hào vui lắm. Nhìn ở ngoài thì rất là ngầu, nhưng nếu mình là người ngồi vô, có nhiều những cái nó rất là vất vả. Phấn khích vô cùng luôn, rồi ngồi trong đó kiểu mà ngồi chờ cho đến tới đâu thì tới đâu thì tới, cảm giác rất là sợ. Chỉ nhớ lúc đó là chúng tôi đang là chiến sĩ và chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Em đi nhìn cảm giác rất là hùng hồn, tất cả mọi người xem còn quay ra nhìn Khánh nè. Được nhận cơ hội cắm cờ. Và tôi quên luôn cả cảm giác mình đang bị đau chân và cứ thế cầm cờ chạy thẳng lên đến điểm đích cuối cùng để mà cắm được chiếc cờ vinh quang đó. Đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi trước tuổi 30. Sẽ rất khó để có thể có được một cơ hội được ngồi vào chiếc xe tăng và di chuyển như thế này và được làm nhiệm vụ cùng với tất cả các đồng chí. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ở vị trí trưởng xe, tôi mới nhìn thấy được cái sự khó khăn khi mà chỉ huy một kíp lái xe như thế nào. Rất biết ơn những chiến sĩ ngày xưa đã chiến đấu hy sinh và khắc phục với những cái địa hình khó khăn, hiểm trở. Không hiểu sao khi mà vừa cắm lá cờ xuống thì niềm tự hào dân tộc trong tôi trỗi dậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu nước đến như vậy. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi mình là một người con của đất nước Việt Nam. Cảm ơn đồng chí. Buổi huấn luyện của chúng ta đến đây kết thúc trước khi các đồng chí nghỉ. Thay mặt đơn vị, cảm ơn tình cảm của các đồng chí đã dành cho người chiến sĩ xe tăng. Và đơn vị có món quà tặng cho hai đội. Đồng chí, lên đồng chí.